Hello mọi người, hôm nay mình đi bắt cá nha mọi người, ở mấy cái ao thiên nhiên nè, mấy cái ao lấy nước ra vô nha mọi người. Giờ bắt đầu đang xả nè, tháo mấy ao này lên đang thả tôm lại nuôi nha mọi người. Lát nó có cá với cua tôm gì đó mình quay cho mọi người xem nha. Hôm nay là mấy con vịt đẻ nha mọi người. Đây đầu mình đi vô trong đây mình bắt cá nha mọi người. Một lát nữa mình quay cho mọi người xem nha. Đây mọi người nè, cái đầm. Đó. Nó xả nè. Nước nó đang rút nè, mọi người có cái sấy nè. Đó, nó gần cạn rồi đó nha mọi người nè. Mình bắt mọi người xem là bên đây một đầm nữa nè. Trời quá đẹp luôn. Chưa có cái hơi nắng thôi. Ba đầm, có cái đầm bên đây nữa nè. Cái đầm đây riêu nhiều, nó đi cá nhiều lắm nha mọi người. Còn đầm đây là thả cua với tôm. Còn đầm đây là riêu nhiều, nhiều lắm. Bên đó là cá dữ lắm luôn. Cua nè. Cái nhũi sình luôn. Vậy còn nữa mà đâu, cái này phải cạn hết mới vậy. Nó còn hơi dài dài nó. Ví dụ con kêu mất tiêu rồi. Lỗi sạch nữa đâu. Nhắc nó không sạch. Con này đực ha. Đấy. Cái luôn hả? Mấy con này dữ thật chứ. Để đụng vô cái hai càng tao 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 rồi chưa làm nhập nữa. Con chưa. Mới 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 chán gạch thì không coi rồi nè. Đó qua đã còn mình đang còn nữa. Mấy con mày nó vàng vàng là phèn hả ta? Phèn dính à? Nãy giờ được mấy con, 5 con, 6 rồi. 6 con không chứ. Nãy bắt lần trước 3 con. Lên luôn. Đây con tôm nha, nó đang bơi bơi chọp nó luôn nè. Hơi hụt. Mấy con bò này mấy người ta là câu cá nhảy lắm nè. Câu cá lát. Tôm gì ta? Cái cây. Nè, tôm sú này nha mọi người nè. Đỏ. Đây. Tôm sú nha mọi người nè. Quá đã. Đây còn nè. Trời. Trời. Đó.
mới bắt xong nha mọi người nè, còn mới chưa bắt hết nữa, mai xả cho nó cạn luôn rồi bắt hết luôn. Được chục con ta, đây 5 con là kia nó chắc chắc có chục con. Đâu quá, thằng kia đâu có nữa. Gì ôi là hết luôn hả? À? À vậy là trong thùng nãy nó đem lại vào luôn hả? À. Cái con tính ra nhỏ hơn mấy con chết không rồi. Nó không? Mấy con này mấy con vô không hả? À? Ý là nhỏ hơn mấy con chết nãy chứ, nãy con này hết cạn to to. Có con nãy mình làm gãy cái càng này. Đó. Quá im luôn rồi. À. Cua này cua gạch son nha mọi người nè. Đó, toàn cua cái không luôn. À. Đã không mọi người. À. Cái không nha mọi người, cua tự nhiên đó. Nhìn đã ghê thật. Đúng mệt luôn á mọi người. Lâu lâu rồi, trải nghiệm đi tháo cái đầm cá thiên nhiên á. Mấy con cua quá đã. Bên kia còn mới nữa. À, ở trong thùng hết đó, để trong hết đó mới cua với tôm trong nữa. Tôm nữa nè, tôm xấu. Hay già quá. Vâng. Nhiều chứ. Quá đã luôn.